Luôn xin được kính chào toàn thể các bác, các cô chú, anh chị và các bạn. Trong cái khuôn khổ video của em ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ với các bác một cái nội dung về cây hồng cẩm thạch tứ xuyên các bác nhé. Đó là các cái loại bệnh thường gặp ở trên cây hồng cẩm thạch đó và cái cách xử lý. Đó thì trên cây hồng cẩm thạch thì là một cái dòng cây thân gỗ có cái khả năng mà sinh tồn nó rất là bền bỉ, thích nghi rất là mạnh, nói chung là một cái cây mà cực kỳ khỏe, dễ chăm sóc, rất là bền cây, dễ hoa, dễ trái. Và cái bệnh trên cây hồng cẩm thạch thì nó cũng không có quá nhiều các bạn, nó rất là ít thôi. Thì tuy nhiên là nó cũng không tránh được một số cái loại bệnh thường gặp trên cây hồng cẩm thạch tứ xuyên. Thì cái đầu tiên nó chia sẻ với các bác đó là cũng như tất cả những cái cây khác thì trên cây hồng cẩm thạch tứ xuyên thì cũng có thể bị cái tình trạng đó là sâu ăn lá các bác nhé. Sâu ăn lá này thì cái này là rất đơn giản rồi. Ví như nếu mà các bác có 1, 2, 3 cây thì hoàn toàn có thể các bác bắt nó đi, bắt và giết con sâu đi là ok. Còn nếu mà nhiều thì có hoàn toàn có thể các bác là tiến hành phun, các bác phun thuốc sâu là ok. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Và cái trường hợp thứ hai chia sẻ với các bác là trong cái việc là các bệnh thường gặp trên cây hồng cẩm thạch, đó là cái bệnh dẹp các bác nhé. Đây là cái bệnh dẹp trắng này. Thì nó có thường nó sẽ bị là một cái loại dẹp trắng. Đây các bác nhìn này, đây là dẹp trắng này. Dẹp trắng. Nó có thể là nó bắt ở trên thân các bác nhé, nó bắt ở trên thân này, bắt ở trên cành này, bắt ở trên những cành nhỏ này. Nó có dẹp trắng ở trên lá này, và thậm chí là có thể là dẹp nó sẽ ăn xuống cả quả nữa. Thì đối với gặp cái trường hợp như này thì các bác phải xử lý rất là nhanh, phải xử lý ngay. Nếu mà để quá tầm một cái thời gian thì có thể thậm chí chỉ vài ngày thôi. Khi cái dẹp nó nhiều thì hoàn toàn là có thể là nó làm cái cây của các bác nó bị suy, và nó bám vào những cái quả, nó làm hỏng quả. Đó là cái trường hợp mà bệnh thứ hai ở trên cây hồng cẩm thạch mà các bác cần lưu ý. Về để xử lý cái trường hợp dẹp này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó như là cây hoa trà mi vậy, tình trạng dẹp trắng, dẹp đen hay gọi là muỗi đen ấy. Nó thì mình sử dụng cái hiệu quả nhất thì đó là thuốc Moventun. Cái Moventun là nó là một cái thuốc đối kháng phun để trừ dẹp sáp rất là tốt luôn. Thì em có chèn cái hình ảnh trên cái video các bác có thể tham khảo. Cái trường hợp thứ ba. Cái trường hợp thứ ba mà cây hồng cẩm thạch hay gặp đó là tình trạng là cây nó bị nó gọi là bị nhện đỏ các bạn. Cây nó bị nhện đỏ. Em tìm một cái cây nó lá nó bị nhện đỏ. Đây các bác nhé. Những cái tình trạng như này. Là cây nó bị nhện đỏ trên lá và có thể nó làm mất đi cái màu lá, mất đi cái màu xanh, mất đi cái màu diệp lục của lá. Thì đối với cái trường hợp như thế này thì các bác cũng có thể sử dụng một số cái phương pháp để giải quyết, đó là có thể sử dụng cái thuốc ve chó để phun, hoặc là các bác có thể là sử dụng cái thuốc Atamid để phun nhện đỏ rất là hiệu quả. Để em cũng có đính cái hình ảnh ở trên trong cái video để các bác theo dõi. Cái trường hợp thứ tư trong cái việc là phòng bệnh như cây hồng cẩm thạch tứ xuyên thì nó có một cái trường hợp này thì nó cũng khá là bị gặp rất là nhiều. Đó là các bác để ý trên cây hồng cẩm thạch tứ xuyên khi các bác có những quả này. Đây ví dụ như trường hợp như thế này. Đây các bác nhé, trường hợp như thế này. Đây các bác nhìn thấy quả đây không ạ? Đó quả đây các bác nhé. Như trường hợp như thế này thì là cái quả này của nó bị ruồi vàng trích là một, nó bị ong châm là hai, nó bị ốc sên gặm là ba. Thì khi bị những cái côn trùng như vậy nó trích vào quả, nó gặm vào quả để tạo ra những cái vết thương. Và khi nó gặp cái nước mưa thì những cái vết thương trên quả đó thì nó bị nhiễm khuẩn mà nó tạo ra thành những cái vết là thâm đen loang dần và sau đó có thể là dẫn đến rụng quả. Thì đối với cái trường hợp này thì để phòng tránh nó thì khá là khó. Trường hợp này thì các bác có thể là nếu mà cây nó có ốc sên đó thì các bác phải bắt nó đi. Còn nếu mà ruồi vàng thì thực ra lại không phun thuốc được, chỉ là nó trích trong lại đi. Thì các bác phải sử dụng những cái loại bẫy ruồi. Nếu nhà bà và các bác có ruồi vàng thì các bác phải bẫy ruồi các bác nhé, bẫy ruồi vàng. Và cái trường hợp cuối cùng, cái trường hợp cuối cùng mà trên cây hồng cẩm thạch tứ xuyên mà bị bệnh đó là các cái trường hợp mà
quả nó bị bệnh, nó bị nấm như này các anh nhé. Đây là một dạng nấm trên quả. Thì cái này thực ra thì nó chỉ làm xấu đi cái màu quả của cây thôi, chứ còn để nó cũng không ảnh hưởng, nó không có ảnh hưởng gì cả. Cái quả nó thì có làm mất màu, nó xấu đi cái màu của quả luôn. Đấy, còn nó không có làm cái quả nó bị chín, không làm quả bị rụng, mà nó quả nó vẫn phát triển bình thường các bác nhé. Thì gặp cái trường hợp như thế này thì các bác có thể sử dụng những cái thuốc mà chứa gốc đồng, đồng dioxit các bác nhé, chứa các cái gốc đồng dioxit như là COC85 để phun thì nó cũng rất là hiệu quả. Thì đó là một số các cái trường hợp mà một số cái bệnh thường gặp trên cây hồng cẩm thạch tứ xuyên đó, thì và cái cách xử lý đó, để trong cái video này của em thì chia sẻ với các bác cái bệnh. Thế còn về cơ bản thì cây hồng cẩm thạch tứ xuyên nó là một cái cây thân gỗ cứng, đó là một cái cây mà có cái tuổi đời nó rất là bền, rất là lâu, nên ra các cái loại bệnh cũng rất là ít gặp ở trên cây hồng cẩm thạch đó, và khi nó có thì nó xử lý nó cũng rất là dễ. Đó là cái video của em hôm nay thì cũng xin phép được chia sẻ dừng tại đây. Rất là mong các bác qua cái video của em thì các bác theo dõi, và cũng hy vọng rằng là có thêm một cái luồng thông tin họ lại cung cấp cho các bác để có những cái thông tin đối chiếu đó, và bác nào có những cái cách, những cái hướng, có những cái có những cái cách mà nó xử lý nó tốt hơn đó, thì cũng rất là mong các bác là bình luận góp ý giúp em. Đó là em xin được kết thúc cái video tại đây. Cuối cùng xin được kính chúc toàn thể các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn luôn luôn đam mê, luôn luôn chăm sóc và luôn luôn sưu tầm cho mình những cái cây cảnh đẹp nhất. Em xin được trân trọng kính chào.